Allez, vite d'eau.
tí mẹ con đi cưới ở thằng này nhờ. Làm vào tí mẹ con đi cưới cũng không đủ tí mẹ. Ơ thì cho đồng thân bóng con. Con làm cái vào tí cho mẹ con đi con. Thank you.
không cân đấy. Muốn tán thì ra đi. Tán được không? Tán tỷ không? Bà chứ.
người đi đấy.
là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này nó cũng dài dài giống như kiểu ăn được à? Chân trâu ấy. Ở bên trong nó rất là trắng xóa luôn. Thoải mái đi. Ừ. Con nó cũng thế. Thank you.
ngon. Lên đây. Bên của Hà thấp hơn. Đu đi phèo một phát đi xuống ao. Thank you.
cháu không có kẹo thấy phải là chị không có Thank you.
Đây bà Dương. Rồi.
quân áo chen, quân áo chen, quân áo chen 20.000 đồng một bộ, một bộ chỉ có 20.000. Đây bác ơi, không có túi nhá. Bác cầm một cháu, không có túi xanh. Cho 5.000. Lấy to nó bỏ đi chung. Bỏ đâu có bằng này cả. Cái thép thì sẵn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bán thế cho nhanh 2.000 cân đâu đó, bán bố đi. Tháng này rẻ đi bán dao đi. Rồi về đây ăn mít nào. Đây, thấy chua. Ghê chua, ghê chua. Ôi, cháy ra con đây. Ngồi xuống. Ôi dồi ôi, chị Loan làm gì ấy? Cháy nước cây chua. Đây. Ôi, con chả dậy, chị nuôi thế. Thấy. Ơ, chín rồi mà. Trả lời, phát nó rụng ấy. Cái quả này nó rụng ấy. À. Nhung, cắt ra nhá. Vậy hắn đi mấy hiện với hồ ao tổ ong có lẩu đi khứa ở đâu mới cha hắn mấy hiện thế ở nhưng mà mua khao hồ kinh mà anh Tuấn bên chú thêm như đấy hè nhằng hơn chắc đấy sai đó mì mì lúc á mì lúc rồi ngon nhỉ vẫn không bán đi ăn mạnh mà à hôm nay không đi câu cá ông đang đi không đi câu cá may mắn không là nướng vừa cắt tóc à hả một đỏ má chị em mới nướng thím lại về lấy về cho con nhá cứ lờ thím có một non ngon lấy ra đây đây cái này mới mua được có quả nó đâu rồi nè số 12 đấy đây bên nhà pháp từ xưa số 1 chơi vậy ừ đấy con ngon quá nhỉ lẩu mít hàn máu đi tham gia không? Ông lại đi kia chơi kiểu này để chết hả? Mà lẩu mít hàn chơi mấy buổi tối cho hàng của cháu. Cháu mít hàn của cháu. Không ai bắt nộp tiền đấy mà. Hôm trước bảo không nhận, bây giờ họ lại bảo nhận tiền rồi. Đây đây đây, cất ra đây đấy. Các cháu không đi một buổi. Chết. Cái bỏ ấy.
gà ốc gà ấy. Cho bác đi về nhá. Bác mau về cho Châu ăn. Mang đi về đây. Để sau có cái gì bác ở mang sang. Về đó. Về nhá. Về nhá anh bảo nhá. Chào bác thôi. Thank you.
Bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngon quá. Thank you.
này. Lấy thịt đi hả? Đấy, cái tím chưa? Ngon không? Thịt ngon nha. Thịt lợn ngon đấy. Ừ, thịt ngon quá. Ừ. Thank you.
chị. Ui dồi ôi, cá trắng toát rồi. Con này bạch, con này cá này cá chê. Chê bạch à. Quay đít vào nhà văn hóa thế này. Thế cái thằng bán lợn nhân đứng về ngay chỗ bán lợn đi. Này này. Tiền ơi. Ấy còn vẫy nước lên mặt nữa chứ. Tí cây rau 10.000 đấy. Bao nhiêu ký đưa ra xong em bổ cho.
Thank you.
Quang hết. Từ từ không kêu khỏe đâu mới vào. Con gà to thật đấy các bạn. Để tao ở đây nhé. Còn một con khổng người kia đặt vui đấy xong không đi hộ nhau bắt này. Đi kia đi. Cho em cầm trứng nhé, hay là em cầm trứng? Em cầm trứng.
trứng nào. Thank you.
Đợt trước cháu về đây tao thấy nó bé. Ừ, bé rồi. Ăn đi đấy, để cho ăn miếng này, ba ăn đi. Vâng, ăn. Vâng. Chồng làm được 2 tháng, 3 tháng. Chồng cháu bây giờ dán dây chằng không nghỉ. Ừ. Dùng mất. Không lấy. Một.
Nó chỉ vâng anh ơi.
thành 3 quả. Mày bơ hết à? Em. Mày bơ. Mày mua 3.000 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
không nợ, em có biết không? Những người vẫn luôn chả bao giờ nợ. Không, nhưng mà đây phải để dầm mấy cái hốc. Ôi, này đẹp thế. Xong nó bảo mắt từ người anh.
cho anh em ăn hộp nha.
Quay đường mà. Thank you.
Ha ha ha.